xã Xuân Giang vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phát động thi đua giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lê Tiến Hải. Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương trong thời kỳ đổi mới, phong trào thi đua yêu nước ở xã Xuân Giang đã được triển khai sâu rộng, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng tại địa phương. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng một người một năm, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Trong xây dựng nông thôn mới, đã tập trung lãnh đạo huy động trên 68 tỷ đồng để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Tính đến nay, toàn xã đã xây dựng thành công 20 vườn mẫu, 3 khu dân cư kiểu mẫu được tỉnh công nhận. Phong trào thi đua toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được quan tâm chỉ đạo, khen thưởng kịp thời. 7 trên 7 thôn được công nhận thôn đạt danh hiệu văn hóa, gia đình văn hóa đạt 93%, gia đình thể thao đạt 52%. Nhiều câu lạc bộ văn hóa thể thao được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi khó khăn, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả, để góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, góp phần phấn đấu xây dựng xã Xuân Giang đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đô thị. Tại hội nghị, 4 tập thể và 11 cá nhân đã được xã Xuân Giang khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.